Fabio Volko Wodde. Mit Grosso. Adam Schulte. Nói liên hồi đi ạ.
phút là giờ phút rất linh thiêng để tất cả chúng ta hoặc MC Ngọc Tân cùng Ba Lệnh Khang cùng tất cả mọi người dân Tuyên Quang, du khách Tuyên Quang sẽ làm lễ chào cờ lúc 8:30. Âm thanh em Sơn ơi, thật loa âm thanh ơi, chuẩn bị dần nha, chuẩn bị dần ca khúc quốc ca nhá. Hiện nay còn ở một phía trên xe ô tô, xe phòng cháy chữa cháy tắt nhạc, xe phòng cháy tắt nhạc. Ai ở gần xe phòng cháy tắt nhạc đây ạ? Phượng Hoàng Lửa ơi, Cẩm Minh nhắc hộ, xe phòng cháy tắt nhạc. Phượng Hoàng Lửa, Cẩm Minh nhắc xe phòng cháy tắt nhạc đấy. Phượng Hoàng Lửa, Cẩm Minh nhắc. Chuẩn bị nhá, quan trọng ở cái chuẩn bị quốc ca, chúng ta chuẩn bị cho giây phút quan trọng nhất của buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta hãy cùng chuẩn bị ạ, chúng ta hãy dành một khoảng thời gian quan trọng này và chuẩn bị để cùng chào cờ hát quốc ca. Nhìn cả trên lá cờ trên, xin mời chúng ta hãy cùng chú ý ạ. Âm thanh chuẩn bị nhá, bao giờ hôm nay âm thanh chuẩn nhá. Mệt quá rồi, 8 năm xuống thôi.